Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngày Mai. Không biết các bạn có như mình đã từng tò mò muốn biết thu nhập hàng tháng của các kênh YouTube là bao nhiêu không? Để thỏa mãn sự tò mò đó thì mình đã tạo lên kênh Chuyện Ngày Mai để chuyên review về mức thu nhập hàng tuần, hàng tháng và hàng năm của các kênh YouTube. Các số liệu sẽ được một trang quốc tế chuyên thống kê về mức thu nhập của các nhà sáng tạo nội dung hay còn gọi là YouTuber. Để không bỏ sót một video nào, thì các bạn hãy bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào các bạn, hôm nay mình và các bạn lại cùng đi xem thống kê thu nhập của kênh Harry Won là thu nhập bao nhiêu nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi vào xem qua một chút về thông tin của chủ kênh. Về thông tin của chủ kênh thì Harry Won sinh ngày 22 tháng 6 năm 1985, là ca sĩ, diễn viên kiêm người dẫn chương trình. Harry Won mang hai dòng máu Việt Nam và Hàn Quốc. Cô chính thức hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam kể từ năm 2014. Harry Won sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Bố của cô là người Việt Nam, còn mẹ là người Hàn Quốc. Ở độ tuổi trưởng thành, Harry Won đã đăng ký làm sinh viên khoa Việt Nam học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ khả năng nói tiếng Việt tốt, cô được công nhận hoàn thành khóa học. Ngoài tiếng Hàn, tiếng Việt, cô cũng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Như vậy là chúng ta đã xem qua về thông tin của chủ kênh. Thì bây giờ chúng ta cùng đi vào xem thông tin của kênh này. Về kênh của Harry Won thì hiện có 2,18 triệu người đăng ký. Kênh thì có 534 video. Và hiện kênh đã có là 533 triệu 756.457 lượt xem. Kênh thì được đăng ký tham gia vào ngày 10 tháng 8 năm 2013. Như vậy là kênh năm nay đã hoạt động được 11 năm rồi các bạn nhé. Quốc gia đăng ký là tại Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta đi sơ lược về trang chủ của kênh. Về sơ lược về trang chủ thì cái video mà cô đăng lên cách đây 3 năm trước thì hiện có 8 triệu lượt xem. Với tựa đề là Trấn Thành bất lực với muôn kiểu đồ chơi sáng tạo của Harry Won. Hay là video đăng cách đây 2 năm trước là có 386.000 lượt xem. Với tựa đề là Trấn Thành tự tin chắc cú đúng khi thi tiếng Hàn với Harry Won. Hay là video 3,3 triệu lượt xem đăng cách đây 2 năm trước với tựa đề Harry Won ăn không ngừng nghỉ, chén sạch hơn nửa ký thịt. Bây giờ chúng ta cùng đi vào xem các video của kênh nhé. Về các video thì video mới nhất thì được cô đăng lên 4 ngày trước. Thì hiện có 10.000 lượt xem với tựa đề là Harry hỏi gì mà fan phải lối ra gà. Video đăng 2 tháng trước có 146.000 lượt xem Harry với tựa đề là Harry Won Trấn Thành chụp ảnh cưới hâm nóng tình yêu sau 7 năm. Rồi những video khác cũng được Harry Won đăng lên từ 3 tháng trước và 6 tháng trước cũng có từ 64.000 cho đến 91.000 lượt xem các bạn nhé. Và những video khác của Harry Won cũng vậy, được đăng lên từ 9-10 tháng trước thì đều ở con số là vài chục ngàn lượt xem. Bây giờ chúng ta cùng đi vào xem video phổ biến. Về video phổ biến thì được Harry Won đăng lên cách đây khoảng vài năm về trước. Ví dụ như là tựa đề Harry Won Murik đăng lên cách đây 7 năm trước thì hiện có 46 triệu lượt xem. Hay là video là cùng Harry và Trấn Thành ăn sạch món ăn đường phố Hàn Quốc, chị đăng cách đây 4 năm trước cũng có 16 triệu lượt xem. Và các video khác của chị cũng đăng cách đây vài năm trước cũng đều ở con số là hơn chục triệu lượt xem các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi xem những video cũ nhất này. Video cũ nhất thì được chị đăng cách đây khoảng 10 năm về trước thì cũng đều ở các cái con mốc là 45.000 lượt xem, 40.000 lượt xem và 67.000 lượt xem và 173.000 lượt xem. Và những video cũ này của chị thì toàn đề cập đến thời mà chị còn đi diễn là ca sĩ nhé. Cũng như các cái danh mục khác như là danh mục phát rồi cộng đồng cửa hàng thì cũng không có gì đặc sắc. Cho nên chúng ta cũng không cần phải vào xem nhiều quá làm gì. Bây giờ chúng ta cùng đi vào xem thông tin chi tiết về
thu nhập của kênh đem lại. Đây là các con số thống kê của trang quốc tế đã thống kê kênh của Honeywell. Thì kênh của Honeywell đang được đề xuất ở mức B trừ. 30 ngày gần đây, hệ thống chưa cập nhật được số lượt đăng ký mới của kênh nên chúng ta chưa biết con số cụ thể. Và một tuần gần đây cũng chưa cập nhật được con số chính xác về lượt đăng ký mới, cho nên chúng ta không nhìn thấy con số. Còn đây là số lượt xem của 30 ngày gần đây. Thì 30 ngày gần đây, kênh của Honeywell có thêm là 412.102 lượt xem. Thì với con số lượt xem này thì kênh đang được tăng lên là 43,9%. Còn một tuần vừa qua, kênh thì đem lại là 78.006 lượt xem. Còn đây là các con số đã được thống kê chi tiết về doanh thu của các video theo từng ngày, từng tuần và từng tháng. Bây giờ chúng ta cùng đi tính thử xem thu nhập một tuần, một tháng, một năm của kênh đem lại là bao nhiêu nhé. Chúng ta cùng mở máy tính lên. Như một tuần vừa rồi, kênh của Honeywell có 78.006 lượt xem. Thì chúng ta sẽ lấy 78.006 chia cho 1.000 nhân với hệ số quy đổi tại Việt Nam là 0.65 nhân 0.65. Như vậy là một tuần kênh của Honeywell mới đem về được có 50.7 đô. Thì chúng ta nhân với lại 24.000. Vậy là một tuần qua là kênh của Honeywell chỉ có vẹn vẹn là 1.216.893 đồng nhé. Bây giờ chúng ta thử đi tính 30 ngày qua thu nhập kênh đem lại bao nhiêu. Chúng ta sẽ lấy 412.102 chia cho 1.000 nhân với lại 0.65. Như vậy là một tháng kênh của Honeywell mang về là 267.86 đô la. Chúng ta nhân với lại giá 24.000. Vậy là một tháng vừa qua kênh của Honeywell mang về được có 6.428.791 đồng các bạn nhé. Giờ chúng ta thử tính sao một năm thu nhập của kênh đem lại là bao nhiêu. Thì một năm vừa qua kênh có mốc doanh thu là từ 1.200 đô cho tới 19.800 đô la. Thì chúng ta sẽ lấy 1.200 cộng với 19.800 chia cho 2 rồi nhân với 24.000. Vậy là một năm kênh của Honeywell có doanh thu mang về là 252 triệu các bạn nhé. Con số này có thể tăng lên, có thể giảm xuống, còn phụ thuộc vào lượt đăng ký kênh và lượt xem của các video hàng tuần, hàng tháng và hàng năm các bạn nhé. Với con số mà hơn 2 triệu lượt đăng ký như vậy thì kênh của Honeywell cũng có mức thu nhập mà con mức khá là khiêm tốn. Như vậy là mình đã review xong kênh của Honeywell. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Các bạn muốn mình review kênh nào thì hãy để lại bình luận phía dưới. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.